Hôm nay xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm mới, đó là chiếc giường spa gấp gọn ở dạng vali. Đây là chiếc giường của chúng ta có màu đỏ, được rất nhiều các quý vị yêu thích bởi vì sự bền của giường. Thứ nhất là giường được làm từ cái chân hợp kim này quý vị này, và có thể điều chỉnh được chiều cao qua cái công tắc này. Chúng ta khi muốn điều chỉnh chiều cao đâu thì chúng ta sẽ điều chỉnh qua bốn cái công tắc này ở bốn chân khi chúng ta rút cái chân giường này. Và sự tín nhiệm thứ hai dành chiếc giường này, đó là được làm từ chất liệu là da rất mềm mại và êm ái, và sự vững chãi của nó đem lại tiện lợi khi chúng ta sử dụng. Đây quý vị nhá, ngoài là khung hợp kim ra thì giường còn được giữ bằng các hệ thống dây cáp này rất chắc chắn. Đây là hai tay để chúng ta sẽ cho bệnh nhân khi chúng ta làm các thủ thuật ấy, thì chúng ta sẽ cắm vào đây để cho bệnh nhân để tay này. Rất đơn giản thôi, dùng cái này rất dễ thôi. Đây nha, chúng ta xoáy cái này ra, mở ra, chúng ta cho vào đây. Chúng tôi sẽ giới thiệu toàn bộ về cái cách sử dụng cho quý vị cùng quan sát. Đây là cái khoét lỗ này, để khi chúng ta làm thủ thuật thì cho bệnh nhân có thể úp mặt trong đây để thở, rất tiện lợi. Và đây là cái gối này. Ở nhiều quý vị thì cũng lưu ý cho, thì ở đây này, bạn có thể quay sát vào đây. Ở đây có một cái khóa này, khi chúng ta sẽ lắp cái phần này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ xỏ cái lỗ này vào, hai thanh hợp kim của chúng ta vào cái lỗ này. Đấy, sau chúng ta sẽ xoay nhẹ cái khóa này, khóa nhựa này nhá. Đấy, xoay nhẹ ra chúng ta sẽ chốt lại. Là cái phần này là giữ đầu cho bệnh nhân. Còn đây là hai cái phần để chúng ta thả thõng. Tôi sẽ làm thử để quý vị có thể quan sát nhé. Đấy, rất thoải mái và vững chãi. Giường của chúng ta thì có chiều dài ở khoảng 1m84, chiều ngang là 60 phân. Khi chúng ta muốn mang giường đi hoặc là không sử dụng nữa thì chúng ta gấp gọn vào, rất đơn giản như này thôi. Chúng ta sẽ cắt các phụ kiện trước, tháo nâng đầu, chụp nâng đầu. Đây tôi sẽ đứng ở bên này, đặt giường quay trở lại rất nhẹ nhàng vì giường của chúng ta có trọng lượng khoảng 15 kg thôi. Thu các chân vào bên trong lòng, tôi cứ thu vào này quý vị cùng quan sát hả. Phụ kiện chúng ta sẽ cất sau. Các phụ kiện chúng ta đều cất vào bên trong nhé, nhưng để quý vị đỡ mất thời gian quý vị thì tôi sẽ lọc tắt đi một chút. Rất nhẹ và chắc chắn. Chúc quý vị có thể lựa chọn cho mình một chiếc giường spa để có thể đi dã ngoại, du lịch hay là massage tại nhà. Quý vị có nhu cầu về sản phẩm này có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại. Xin được trân trọng cảm ơn.